Rồi mình đi tiếp bài tiếp theo về cái phần 2D Machining. Thì trong cái phần 2D Machining này thì mình sẽ có những cái tính năng mình sử dụng bên trong cái phần Future Machining. Đấy. Thì trong phần Future Machining thì có phần khoan kiện milling. Như trong cái bài học của mình thì mình chỉ học phần phay thôi. Phay thì nó liên quan đến phay và khoan. Hoặc là gia công machining theo cái dạng đường khớp, trực tiếp theo cái đường khớp của mình, direct cover machining, milling. Thì trong cái nhóm 2D machining thì nó có cái phần future group machining. Thì cái này nó sẽ nhóm những cái đối tượng 2D như là hệ lỗ, những cái hệ hình dạng như mình ít chút cắt xuống. Nhưng mà nó 2D thì mình sẽ định nghĩa nó là cái future group. Thì trong cái future group này nó chia thành hai nhóm chính. Một là nhóm phay. Nhóm phay là những cái hố hốc tiêu chuẩn này, như là ít chút này, lỗ thủng này, hoặc là đùn lên, hoặc là rãnh. Và cái nhóm thứ hai là nhóm dành cho tiện, là tân ninh, và dành cho các chi tiết về tròn xoay. Thì trong đây mình sẽ làm một cái bài ví dụ. Ví dụ là mình có bản vẽ 2D sẵn như này. Mình mở cái dự án 2D Drawing lên. CFS nó qua cái phần 2D Pattern Example. Rồi. Trong cái bài tập này thì mình hiện tại thì có cái gốc sẵn là cái vị trí gốc này. Đây là cái gốc gia công của mình. Trong nhóm 2D này thì mình hoàn toàn mình có thể import những cái file AutoCAD nào để mình định nghĩa thành cái future group, sau đó sử dụng cái tính năng gia công trong cái nhóm là future machining, tức là gia công những cái biên dạng 2D. Phần này là dành cho phần 2D là chính. 2D thì là mình liên quan đến những cái tính năng thông dụng như là cái phần gia công thô lỗ này, chamfer, phay gen hoặc là phay bề mặt, pocket, pocket profile, phay tinh, pocket rear, pocket red profile tức là đi vét lại, future profile, red rear, slot. Okay. Hoặc là top fillet milling, tức là cái tính năng này là dành cho gia công những cái góc bo lớn ở trên đỉnh của con dao của mình, nó không phay một lần hết được, những cái dao hình dạng nó không phay một lần hết, mình sẽ sử dụng con dao cầu là mình phay những cái góc bo như này. Rồi ở trong cái nhóm future group thì đây, khi mình mở lên thì nó có những cái đối tượng, mình sẽ tạo ra những cái future theo những cái hình dạng có sẵn trong cái biên 2D này của mình. Rồi. Đầu tiên thì là mình sẽ tích chuột phải vào cái phần là future group này. Xong mình chọn cái phần là editor. Thì nó hiện lên cái bảng future group cho mình. Đây là cái nhóm future group này. Thì cái phần 2D machining đi theo phần này và cái phần là hole future set. Nếu mình có hệ lỗ thì mình sử dụng cái hole này. Cái hole này thì là ứng dụng cho cả 2D cả 3D. Ví dụ mình có cái chi tiết 3D model sẵn rồi, mình muốn gia công toàn bộ hệ lỗ tự động thì mình sử dụng cái hole future này thì nó set, nó nhóm lại những cái hệ lỗ phi đường kính giống nhau. Tức là trên cái model của mình có các đường kính khác nhau thì nó sẽ phân ra từng loại đường kính một cho mình, như vậy nó sẽ gia công dễ dàng hơn.
Mình sẽ đi vào cái Future Group trước. Mình chọn là tích chuột phải chọn Future Edit này. Rồi, thì đầu tiên khi mình vào ấy, thì mình thấy là cái phần Grid 2D Future là sử dụng cho phay, và Grid Turning Future là sử dụng cho tiện. Còn đây là phần hiệu chỉnh. Thì đây là có ba cái phần chính của mình. Rồi, đầu tiên thì mình tạo một cái Grid Freeform Post. Đây. Đây là pocket, đây là lỗ thủng này. Đấy. Pocket thì có rectangle tiêu chuẩn lỗ, rectangle lỗ tròn. Freeform pocket tức là gì? Tức là tạo cái lỗ pocket theo cái đường biên dạng, không theo cái hình nào tiêu chuẩn nào cả, tức là theo cái biên dạng chi tiết cái đường 2D của mình, nếu tạo ra cái lỗ pocket như thế. Tương tự phần post. Post này thì nó có tiêu chuẩn là rectangle đường tròn. Freeform post tức là tạo ra một cái biên dạng tương mình ít chút lên, tức là đùn lên ấy, theo một cái biên dạng có sẵn trên cái đường khớp này của mình. Và rãnh này, phây. Phây cũng có phây tiêu chuẩn và phây theo cái dạng boundary, tương theo biên dạng. Size là thành. Cái thành này thì thường là sử dụng theo một cái từ một cái đường khớp của mình. Với cái nhóm thứ hai là cái nhóm về turning, như tiện profile, tiện rãnh, tiện bề mặt, bo tức tiện bên trong. Đây là nhóm edit. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái grid freeform post future. Mình vào phần post này, chọn freeform post này. Rồi thì đây nó sẽ ra một cái bảng này. Ở đây thì mình nó sẽ hỏi cái bảng là ra phần bảng là mình sẽ xét theo cái vị trí đường khớp của mình, cover position trên mặt phẳng top. Chính là cái phần này. Rồi trong đây thì cái phần đầu tiên là gì? Đây. Cái này là theo cái đường khớp này. Đây theo surface, surface và đường khớp. Đây là tên. Tên của nhóm này mình muốn đặt tên thì mình nên đặt số 1. Rồi. Đây cái phần cover position. Nó có hai lựa chọn là top ở mặt trên, bottom ở mặt dưới. Ví dụ đây mình chọn mặt trên này, top. Nên hiện cái màu vàng cam này. Rồi đây là cái góc drop offset. Tức mình muốn offset ra. Và đây là góc drop, tức là góc côn của mình. Còn đây là cái phần là đây là phần hiệu chỉnh cái đường khớp này của mình trực tiếp trên đây. Và đây là cái phần tạo một cái đường khớp bo kín, nó là cái tính năng là composite cover. Còn đây là chiều cao của cái hốc này mình muốn tạo. Rồi đầu tiên thì mình sử dụng cái phần top này, chọn mặt top này. Sau đó là mình chọn cái bên ngoài. Ví dụ đây mình muốn ít chút cái bên ngoài này xuống là trừ 40 bên tức cam 40 này của mình. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái bên ngoài này của mình. Rồi mình có thể tích vào đây, tạo một cái grid này. Tích điểm này thì đây là cái đường nó kín sẵn rồi, tự động nó sẽ tạo ra một đường kín cho mình. Sau đó tích vào cái dấu xanh này, tích vào dấu OK này. OK. Rồi tích OK. Đấy. Bây giờ nó sẽ tạo ra cái đường, ví dụ đây mình nhập thông số là cao là 40. Bây giờ mình cần lựa chọn cái mắt, đây là Future Group nhé. Ốp mình thì không, phải để âm xuống là trừ 40. Cover Z là để không nhé. Okay. Cái đường Cover Z này mình để không. Rồi. Ở đây mình khóa lại cái phần điểm công này. Rồi. Đây. 40.
sau đó chọn apply, kết thúc. Đây mình sẽ đã tạo được một cái future, đó là số 1 là mình đùn xuống. Rồi tiếp tục mình tạo một cái future xem lỗ thủng tương tự. Mình sẽ tạo về hai vị trí lỗ này là thủng xuống là 30, góc drop là góc 0. Cái phần này mình đặt là B đi, tên là B. Như đây mình đặt tên là B, và tí mình đặt tên sau đây B. Rồi tiếp tục mình tạo một cái pocket, mình chọn cái freeform này theo cái biên dạng có sẵn của mình. Rồi đây mình chọn hai cái đường, một đường này. Rồi mình muốn chọn đường tiếp theo ấy, mình tích đây. Rồi tiếp tục chọn đường tiếp theo. Rồi tích ok. Tích ok. Z không mình khóa lại. Đây là cao là 30, từ trừ xuống 30, đặt tên. Tiếp theo là mình tạo cái quit hole. Quit hole này mình tạo trong cái phần hole future set. Rồi mình tích accept đây. Okay. Quit hole này mình chọn là quit hole future set. Quit hole trước. Rồi delete cái phần này đi. Delete xin hiểu đi. Chọn quit hole đi. Rồi. Đây nó ra bảng này, mình gõ tên ở đây, view là H này. Rồi. Quit form. Đây grid form tức là mình tạo từ cái biên dạng nào. Đây nó có các cách tạo hole từ điểm này, từ cái đường tròn, tức là đường tròn 2D, từ model tức là cái mô hình 3D của mình, hoặc là từ một số những cái đường khác cơ bản khác. Đa phần mình sẽ tạo từ model và cycle hoặc là điểm. Thì nếu cycle và điểm là cái bản vẽ 2D, còn từ model là mình phải có mình 3D, mình sẽ sử dụng cái phương pháp là model. Như là mình chọn cycle. Đây định nghĩa theo cái tọa độ tuyệt đối là 0, top là 0 và bottom là trừ 40. Rồi mình nhập là trừ 40 vào đây. Lock draft 0. Thì nó sẽ tự động nó tạo cho mình toàn bộ những hệ lỗ này, nó theo cái đường cycle này của mình. Đây mình chọn cái đường khớp của mình nhé. Mình chọn những đường tròn này của mình. Tích apply. Rồi sau khi tạo xong thì nó tạo ra cái độ hệ lỗ này của mình này. Future hole. Close đi. Đây.
Đây cái hệ lũ của mình đang tạo là thừa thì vậy, và mình xóa xóa nó đi nhá. Xóa đi mình tạo lại này. Đèn led đi. Rồi mình tạo lại lũ này. Free throw. Ok. Cycle. Lúc đấy mình apply hai lần thì sẽ ra hai lần cái hệ lũ của mình từ H cho đến H 11 cho đến có 12 lũ. Rồi. Cái phần future group thì đây mình có ba cái future là B, P và P1. Mình lần lượt mình bỏ tên lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi thực hiện, mình gia công theo cái hệ thông tin này của mình vừa tạo là trong cái phần là ID Future Set. Đầu tiên mình tạo ra một con dao là D10 TR1 dài 50. Rồi dao bán kính này. D10 TR1. Nó tạo vào lốc rồi khối này. Bây giờ mình tạo theo cái block này, theo cái đường biên này của mình nhé. Cái block này thì mình sẽ tạo theo cái future này của mình, theo cái future số 1 này của mình. Ở đây mình vẫn để là copy. Rồi cái future của mình active lên ấy, thì mình sử dụng active cái future của mình, bỏ active cái hệ lũ này đi. Rồi active thằng này lên này, future này. Ok. Mình chọn theo cái phần Active Future tính toán này. Thì nó tạo ra cái phôi của mình theo cái future này. Mình cho Ok. Thích Accept. Rồi cho ẩn phôi đi. Tính toán về cái repeat move ahead. Tiếp theo là mình sử dụng cái tính năng Future Margining trong quyển Toolpath này. Bây giờ mình mở tính năng là Future Area Green, tức là gia công thô trước. Future Green gia công thô những cái hệ pocket này. Thì ok. Mình đặt tên chương trình là D10 TR1A1. Rồi
Future thì đây, cái phần Future là Future Group này. Mình chọn cái group 1, nó có 3 thành phần chính, nó sẽ ra công là 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3 cái hệ này. Rồi, group lên thì ok, block, tool, limit thì không. Rồi, ở đây mình sử dụng phương pháp đi giao là offset model. Rồi, phần lượng dư thì mình để 0.5, lượng dư thành thôi. Còn lượng dư đáy thì mình để bằng 0, 0.5, dư đáy bằng 0. Step over và step down lần lượt là để 5 năm. Ok. Trong cái mục offset này thì là mình sử dụng cái dạng chạy đường chạy dao ấy thì là spiral. Còn cái phần remove cup thì mình tích vào cái phần này thì nó sẽ loại bỏ những cái vị trí mà tên con dao nó sẽ đi một cách là tối ưu nhất. Phần lead in lead out thì mình để cái chế độ RAM. Khi mà gia công hệ lỗ thì mình thường khi mà vào dao mình thường để RAM hoặc là theo dạng đường xoắn ốc, xoắn lò xo con dao bắt đầu nó đi vào chạy. Ví dụ đây là trường hợp này mình để chế độ RAM, RAM Psycho. Góc xích xác, góc xích là góc 4 này. Cái Psycho, đường kính của Psycho này là bằng 0.65% đường kính dao. Cái phần đây là 5. Ở đây mình chọn vào cái mục Lead and Link này, vào Lead In. Mình để chế độ RAM này. Tích một cái RAM option này. Tích đây. Mình follow nó theo cái toolpath của mình ý, theo cái dạng cycle xuống theo dạng đường tròn nhưng mà có cái góc zigzag là góc 4 độ. Ví dụ đây phần trăm cái đường kính dao, còn nó cái đường tức nó mở ấy, cái góc nó mở ấy, khi nó vào nó mở cái đường kính rộng bằng 0.65 đường kính dao. Và cao ở đây cái RAM hay nó cao so với mặt top không này là 5 đi trước khi nó vào nó cắt. Rồi, ok. Mình tích vào accept. Còn lead out thì mình để chế độ mặc định. Rồi. Mình tích ok tính toán đường chạy dao, tiếp vào calculate. Rồi, tích close đi. Thì đây là cái đường chạy dao dạng early clean 2D của mình. Mình nhìn cái mắt phông này. Nhìn đây là góc 4 độ. Và tổng đây là 5 này. Đấy, cao 5 lên đi. Trước khi nó vào nó cắt. Tương tự đây. Rồi. Tiếp tục mình sử dụng Future Profile để gia công tinh cái thành đó. Bắt đầu mình đi ra công tinh thành là mình sử dụng tính năng Future Profile và chạy tinh thành. Tích ok. Mình đặt tên chương trình D10 TR1 2. Future Group mình vẫn để Group 1. Dung sai gia công thì mình để 0.01. Step out là 10. Dung sai gia công này 10. Ở đây thì cái phần là chamfer,
phần chamfer này nếu mình chamfer, nếu mà không có chamfer thì thôi mình tích vào này. Philip mục bleeding lao thì mình lựa chọn là con dao nó sẽ chạy từ tâm bắt đầu nó vào cả lead in cả lead out và ra dao và ra 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 mình chọn cái phần gì pocket center này. Thì tự động nó sẽ con dao nó sẽ hiểu tự động lấy từ tâm cái này lead out để tích vào đây. Okay. Rồi nó tích tính toán nó chỉ ra Refusion for red routing. Ok, mình xem. Ở đây mình bỏ cái red margining này đi. Thì cái này nó để đi vét lại cái lượng dư sau nguyên công một của mình, nhưng mình ra công tinh luôn. Thì mình bỏ cái tích red margining. Đây là cái tính năng ra công bán thô. Tức là sau khi ra công thô thì mình sử dụng con dao này mình vét một lần nữa, sau đó mới ra công tinh. Nhưng mà trường hợp này thì mình không cần. Tính toán này, calculate. Hiện tại mình thấy thì nó sẽ giao công cả cái thành ngoài này. Mục đích của mình chỉ giao công thành trong thôi. Đây, cái thành trong này này. Thì mình sẽ không sử dụng cái thành ngoài này nữa bằng cách là gì? Rồi mình vào sửa lại chương trình. Mình vào cái phần là future. Rồi, cái thành ngoài này nó chính là cái thành số 1. Đây mình bỏ chọn bỏ chọn tất cả đi. Rồi mình chọn hai thành này, hai thành này thôi. Đây 2/3 future tính toán lại, nếu để gia công hai thành này của mình. Okay. Tiếp tục là mình gia công phần hâu. Hâu này mình sử dụng gia công khoan. Đây mình tạo một con dao khoan là đường kính 3, dài 30, routing 3 này. Rồi mình tạo một con dao khoan, routing 3. Dài 30, dao số 2. Rồi bây giờ mình sử dụng là cái gia công theo dạng là SPEC cycle, dạng SPEC. Mình chọn pin tool path. Ở đây mình chọn gia công là drill thông thường này, click OK. Rồi mình đặt tên chương trình drill mà cycle. Đây nó có các phương pháp khoan khác nhau, có SPEC, Neptune, Big Chip này, Cap này, Pin, Profile, Tiering. Mình chọn SPEC. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ gì? Lấy dấu con, lấy dấu trước, lấy dấu mình chọn cái trong phần operation ấy, là center rin. Phần này thì là phần hậu tốt rồi, mình chọn lấy dấu là center rin. Ở cái mục dep thì mình lấy dấu xuống là -1.5. Cái crane này khi mà con dao nó sẽ nhấc cao lên so với mặt tốt của mình ấy là 5 ly. Rồi cái điểm bắt đầu là tính từ điểm này, đép xuống là gì, 1.5, chạy xuống 1.5 ly. Rồi dung size thì mình để là 0, lượng dư 0, dung size 0.1, lượng dư 0. Tính toán
tiếp một cạch lên. Đây mình phải exit này. Báo như này là no exit future. Mình exit cái câu lệnh mình này. Đó. Rồi sau đó tính toán. Đây cái hole của mình này. Sau khi exit xong ấy, mình cái phần hole này bao giờ mình chọn đầu tiên. Đó, future set hole 1 này, name root này. Git hole. Ok. Cái cần script này thì là mình đã tạo sẵn rồi thì mình không phải tạo nữa. Mình tích cái create thôi. Thì tạo ra cái đường chạy dao lấy dấu này. Lấy dấu 1.5 so với cái mặt top này của mình. Ok. Thì con dao chạy. Chạy từ cái vị trí này. Từ vị trí này. Tiếp tục mình tạo một con dao khoan Green 6. Lần này mình khoan thủng. Rồi, close đi. Green 6. Con dao này con dao số 3. 6 3 5 rồi. Rồi. Tương tự mình cũng tạo vào cái phần là toolpath chọn green, click ok rồi. Mình chọn green green 6 à, rồi đây mình khoan theo cái phương pháp này bit shift, tức là từng đoạn một. À, cái chip này, deep green này. Deep green thì nó sẽ, nó khoan từng chiều sâu ngắn một của mình. Sau đó nhấc lên là xuống khoan tiếp. Bit chip. Bit chip nó tương tự nhưng mà cái khả năng rút dao của nó ấy, nó tốt hơn. Rồi bây giờ mình khoan thủng pick depth, chọn trial hole. Ok. Đây là cái chi tiết này của mình là 40. Đây mình để khoan là bao nhiêu? Còn mình pick depth mỗi bước là 12 đi. Depth okay. Sâu lớn nhất từ khóa cái mặt nó sẽ tự động nó tính toán khi mình chọn trial hole. Là quá cái mặt đáy của mình là bao nhiêu? 3.2 ly. Mình đang là 40, mình đây là 43.2. Rồi sau đó tính toán cái chương trình khoan này của mình. Tính calculate. Rồi, hold future, ok. Đây. Đây phần khoan của con dao khoan nó chạy xuống vị trí. Cái đầu tiếp của nó xuống cái vị trí này. Cách đây là 3.2 ly. Ok. Rồi sau đó mình chạy một vòng cho bốn cái chương trình này. Rồi mình tích vào chạy một vòng. Rồi mình tích ra này đi. Seamless nut. Rồi tích này. Cho ẩn cái này đi cho nó dễ nhìn này. Ẩn chi tiết đi. Rồi đầu tiên là mình chạy con thô trước đây. Thô thì mình exit cái tool D10 lên. Rồi, sau đó mình chạy con tinh, là con tinh thành này, vẫn sử dụng con D10 này chạy, mình xem. Con này nó sẽ chạy đi từ tâm ra,
Đây. Rồi thì con lấy dấu này. Mình hết đi con bàn này đây. Mình đang lấy dấu nó hơi sâu tí. Tiếp tục chạy con quan sáu. Đây là khoan theo dạng big chip. Thì cái khoan theo dạng này thì con dao nó sẽ không nhấc hẳn lên khỏi mặt tốp này. Còn khoan theo deep thì nó sẽ nhấc lên mặt tốp này. Rồi. Rồi, acid review. Rồi, thì đây là cái phần gia công với cái viên dạng theo dạng 2D. Cái 2D thì mình phải trong form view thì mình phải định nghĩa cho nó trước cái nhóm future group. Cái future group này cũng có một cái rất là hay. Ví dụ trong một cái bản vẽ 2D nó có rất nhiều chi tiết khác nhau, nhiều vùng gia công khác nhau. Thì mình có thể nhóm theo cái vùng gia công này. Cái vùng nào mình gia công, mình nhóm nó lại một cách để tối ưu nhất thì mình gia công theo vùng, quản lý theo vùng có khả năng nó sẽ tốt hơn nhỉ. Và cái phần hậu future thì cái này mình cũng thể nhóm được cái hệ lỗ với nhau được đối với gia công 2D. Rồi. À, bài tập ở đây thì bài tập thì các bạn sẽ làm cái bài tập này cho mình. Đây. Thì các trình tự làm bài tập nó tương tự như cái phần dưới này nhé. À, mình làm cho bài mẫu này cho mình. À, cách tạo future rồi là sử dụng future machining để gia công. Thì đây nó có cái tính năng mới là sử dụng tạo cái rãnh slot này. Future slot. Cách làm nó tương tự như cái bài trên của mình thôi. Không có gì khác biệt. Okay. Rồi. Bài sau thì mình sẽ đi về cái phần là Pit Future Direct From Hole in the Model. Tức là mình sẽ, khi mình có cái model 3D rồi, mô hình 3D của chi tiết của mình rồi, thì mình sẽ tự động tạo ra một cái hệ lỗ theo cái mô hình 3D này của mình. Thì mình sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu mình sử dụng có sẵn cái mô hình 3D của mình. Thì trong bài sau mình sẽ học tiếp về.